Kính thưa và toàn thể anh em người ngoài và toàn thể bà con gần xa và các quyết định chi bộ và ban công tác mặt trận của thôn người gia đình nhà ông Dương Đức Thân và đặc biệt là kính thưa cụ Nguyễn Thị Quy hôm nay tròn 100 tuổi để thay mặt cho quyết định chi bộ ban công tác mặt trận của thôn người anh em đến tại gia đình bác Dương Đức Thân có lời chúc sức khỏe với bà họ họ 18 tuổi nhưng mang bà tiếp tục cùng với con cháu giáo dục con cháu là gương cho con cháu nói theo và tất cả con cháu anh em bà con của thôn người rất là vinh dự cũng như là đang trang và có một cụ 18 tuổi vinh dự làm vinh dự cho gia đình và tất cả bà con nhân dân của thôn người không có gì hơn mặt trận anh à, chúc mừng bà tiếp tục đi mua bánh kẹo với con cháu được không nhá anh à. Xin chị đã nói lại một chút là do một số cái gì không được tiếp thì bán là
gia đình là chỉ biết cầu là chỉ làm nói rồi không bạn có lấy đâu chứ các bộ chỉ là gia đình việc làm nhỏ thôi thì chỉ biết có mười cả cái việc như thế này có mười quá trình từ